Vào khoảng 12 giờ ngày hôm nay, xe bồn mang biển kiểm soát 57K7460 chứa đầy nguyên liệu đang đổ trong bãi tại số 22 đường Bảo Tâm Nguyên, thị trấn Phú Xuân, huyện Nhà Bè, gần kho xăng dầu C, huyện Nhà Bè, bất ngờ bốc cháy kèm theo những tiếng nổ nhỏ. Ngay khi vụ việc xảy ra, người dân có mặt tại hiện trường đã dùng bình chữa cháy mini ở cơ sở vật liệu xây dựng Xuân Thành ngay bên cạnh để dập lửa nhưng không thành, ngọn lửa lan nhanh toàn bộ xe bồn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Nhà Bè, quận 7, quận 4 đã điều động 12 xe cứu hỏa với hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 2 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do xe bồn chứa đầy dầu nên áp suất cao có thể gây nổ bất cứ lúc nào. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã tiến hành tưới nước liên tục cho giảm nhiệt độ và điều động một xe bồn khác đến để hút dầu ra. Đến hơn 14:30, hiện trường vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt. Đây là vụ cháy thứ hai liên tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào tối ngày hôm qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho xử lý chất thải rắn Gò Cát, quận Bình Tân đã thiêu rụi toàn bộ khu hóa chất rộng hàng chục hecta. Lực lượng chức năng với hơn 100 chiến sĩ, 10 xe cứu hỏa được triển khai đến hiện trường. Sau hơn 4 giờ, ngọn lửa mới được dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng những vụ cháy này đang báo động nguy cơ cháy nổ đang tăng cao tại thành phố Hồ Chí Minh.